Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm chả bông cá nha. Với cái cách làm của mình thì chả bông cực kỳ ngon luôn, đậm đà vừa ăn và không có bị khô quá, bảo quản được lâu nữa đó. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách làm chả bông tại nhà thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Với cái cách làm chả bông này thì tất cả các thành viên trong gia đình của mình có thể thưởng thức được đó. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có nửa ký cá thu nha. Bên cạnh đây thì mình có dầu màu điều nè, gừng, hành tỏi. Mình đã băm nhuyễn rồi. Đối với cá thu này, sau khi mà mình rửa sạch qua giấm muối rồi thì chúng ta sẽ ướp vô đây. Muối nè, hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường. Kế tiếp đó là 1,5 muỗng canh nước mắm. Mình nên sử dụng cái dòng nước mắm ngon thì khi mà mình làm chả bông ấy, thì chả bông của mình nó rất là thơm và nó không có bị mặn. Rồi, 2/3 muỗng canh dầu ăn. Kế tiếp thì mình sẽ cho thêm một chút xíu tiêu vô nha. Sau khi cho tiêu vô rồi thì chúng ta sẽ đảo đều lên cho tất cả các nguyên liệu này thấm vào cá. Và muốn cho chả bông của mình nó đậm đà và ngon thì các anh chị sẽ cho vô đây thêm 1/2 muỗng canh gừng nữa. Mình ướp vô đây luôn. Kế tiếp thì mình sẽ cho nửa số hành và tỏi mình băm nhuyễn mình cho vô. Rồi, đảo đều lên. Và muốn cho cái chả bông của mình nó đậm đà thì các anh chị phải có cái thời gian mình ướp nha. Mình ướp ở đây cỡ tầm 30 tới 1 tiếng thì mình hãy mang đi mình sơ chế và mình nấu. Nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn không có cá thu thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng cá lóc cũng được nha. Rồi, sau khi 1 tiếng mình đã ướp rồi nè, mình bọc màng thực phẩm lại và mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh mình ướp được 1 tiếng thì chúng ta sẽ mở ra và mình bắt lên bếp một cái nồi. Cho cái phần cá này vô nha. Chúng ta sẽ cho hết cái nước ướp này vô luôn. Sau khi cho cá và nước ướp vô rồi thì chúng ta sẽ mở bếp lên. Giống như là mình gọi là kho á mọi người. Mình kho chứ mình không có luộc. Mình kho vô như thế này thì cái tất cả các gia vị nó sẽ thấm đều vô cá và cá của mình nó sẽ thơm và nó sẽ ngon hơn hơn là cái cách mọi người hấp lên. Rồi, sau khi mà nó hơi xanh lại rồi thì chúng ta sẽ chán cái tô ướp gia vị mà mình cho vô một miếng nước vô ha. Rồi, đậy nắp lại và mình giảm lửa mình kho từ từ ở đây. Và sau một hồi kho này mọi người thấy không ạ? Cá bắt đầu xanh lại và rất là thơm luôn. Nó rút hết cái nước vô rồi nè. Thì mọi người làm như thế này thì cái chả bông của mình nó đậm đà và nó không có bị lạc. Rồi, sau khi mà nó rút hết gia vị vô rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Rồi, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó rút hết vô và cực kỳ thơm luôn. Cái nước mắm nó sánh lại á. Thì sau khi mà mình kho được như thế này thì chúng ta sẽ để cho nó nguội nha. Sau khi nguội rồi thì mình sẽ đeo bao tay vô. Mình sẽ tách xương. Đối với cái phần cá thu á thì nó sẽ không có cái xương dăm nhiều, nó chỉ có những cái xương lớn thôi. Thì mọi người bỏ hết những cái xương lớn ra ha. Rồi mình bỏ vô một cái rây như thế này. Đó, mình loại bỏ xương và mình không có lấy da, mình chỉ lấy thịt thôi. Và sau khi mà mình đã lấy thịt rồi thì chúng ta sẽ chà. Mình sử dụng cái tay của mình chà đều lên cái rây như thế này. Cái thứ nhất thì sẽ giúp cho cái phần cá này nó bong ra. Cái thứ hai nữa là mình sẽ kiểm tra được cái xương nào còn sót lại thì mình sẽ loại bỏ nha. Đó, mình chà như vậy. Tại do là mình làm quen rồi nên là mình đã biết cái cách lừa xương ra hết. Nên là mình sẽ cho cái số lượng nhiều vô một cái rây. Còn nếu mà bạn nào mà chưa có biết thì mình sẽ cho từng miếng một rồi mình rây xong rồi mình cho thêm nhé. Như vậy thì mình sẽ chắc chắn là không có bị sót xương. Đó, mình chà vô cái rây như thế này. Rồi, sau khi mà mình chà mà cảm thấy rằng thịt cá nó tơi ra rồi thì chúng ta sẽ đổ ra ngoài. Đây là phần cá mà mình đã rây qua cái chà qua cái rây rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi mình xên nha, xên cá.
Và trước khi xên cá thì mình sẽ bắt bếp lên và mình cho dầu dầu màu điều vô một cái chảo. Mình cho cỡ tầm một muỗng canh trước đi. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái phần hành tỏi mà vừa nãy mà mình chừa lại, mình sẽ khử cho nó thật là thơm nha. Sau khi mà mình khử hành tỏi đã thơm rồi thì chúng ta sẽ vớt cái phần tỏi và hành này mình bỏ đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ đổ cái phần thịt cá vô. Và sau khi mà mình đổ thịt cá vô thì chúng ta sẽ đảo đều tay nha, để cho cái phần màu dầu điều nó sẽ thấm đều vô cái phần cá của mình, nó sẽ lên màu đẹp ha. Và lưu ý rằng khi mà chúng ta xên chà bông này thì các anh chị và các bạn phải xên ở cái lửa trung bình, lửa nhỏ nha. Mình xên từ từ để cho cái hơi nước nó bay và nó không có bị khét cái chà bông của mình. Và như vậy thì cái chà bông của mình nó sẽ khô và tơi hơn. Nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn làm cho các bạn nhỏ nhà mình ăn mà mấy bạn nhỏ nhà mình không ăn được tiêu thì các anh chị có thể không cho cái phần tiêu vô nha. Do là gia đình của mình làm cho mọi người ăn luôn nên là chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu tiêu để cho nó thơm á. Sau một hồi miệt mài mình xên thì cái phần chả cá bắt đầu đã khô rồi nè mọi người. Khi nào mà mình xên tới mình cảm thấy rằng mình dở lên, mình đổ xuống mà nó tơ như thế này thì chúng ta sẽ ngưng nha. Và tổng thời gian ở đây thì mình xên có tầm 30-45 phút thì mình đã có một cái mẻ chả bông rất là thơm rồi nên nè mọi người. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm chả bông cá tại nhà. Với cách làm này thì các anh chị và các bạn làm được mẻ chả bông cực kỳ đậm đà luôn đó. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Với cái cách làm này thì các anh chị có thể để nguội và mình bỏ vô một cái hũ thủy tinh và mình đậy cho kín hơi nha. Và mình ăn dần thôi. Mọi người nên lưu ý rằng mình xên cho thật là khô. Mà như vậy thì mình bảo quản mới được lâu được. Rồi kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nhé.